năm con giáp thuận buồm xuôi gió, rực rỡ công danh trong ngày 23 tháng 2 âm lịch ngày Ất Mùi. Đối với những con giáp này thì ngày 23 tháng 2 âm lịch chính là ngày đại cát nhất trong cái tháng dành cho các bạn. Chỉ cần chờ tới khi mặt trời mọc và sưởi ấm cái vạn vật trên trái đất thì năm con giáp này sẽ được lộc trời ban. Ở trong ngày hôm nay, cuộc sống của các bạn như bước sang một cái trang mới và năm con giáp này sẽ cảm thấy vô cùng là ngạc nhiên bởi chính các bạn cũng không thể nghĩ rằng mình sẽ may mắn đến thế à, năm con giáp này sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng khi mua hàng ngoài ra ra đường thì được lộc ăn uống được bạn bè chiêu đãi những của ngon vật lạ bên cạnh đó một số người còn sẽ có cơ hội là trúng số đổi đời một bước lên mây trở nên giàu có sau một đêm à, không những vậy trong tình yêu thì năm con giáp này cũng sẽ nhận được những lời tỏ tình của những chàng trai cô gái xinh đẹp và tìm được cho mình một người bạn đời như ý Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay ngày 23 tháng 2 âm lịch, đó là ngày Ất Mùi. Chúng ta cục diện đầu tiên là ngọ mùi nhị hợp. Vì thế mà những người tuổi ngọ sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. Cái cục diện lục hợp nó xuất hiện, những người tuổi ngọ nên nắm bắt tới cái cơ hội để khẳng định bản thân trong ngày hôm nay. À, khi mà được lãnh đạo giao cho những cái nhiệm vụ trọng đại, thì các bạn hãy tự tin thể hiện hết mình và gặt hái được những thành công rực rỡ hơn Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay lại có thực thần ở chiếu mệnh, vậy nên những người tuổi ngọ sẽ đón nhận khá nhiều tiên vui về cái chuyện kinh doanh buôn bán. À, các kế hoạch buôn bán đều diễn ra được suôn sẻ, thuận lợi, hanh thông. Đơn hàng thì nó có lưu thông trơn tru, khách hàng thì tấp nập đặt hàng. Vì thế mà lợi nhuận trong ngày hôm nay cũng được tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, cái việc cầm trong tay một khoản tiền lớn cũng sẽ giúp cho các bạn chi tiêu được dùng dính hơn, nhưng đồng thời nó cũng dễ phung phí quá mức cần thiết. À, vậy nên, những người tuổi ngọ hãy luôn có kế hoạch tài chính một cách cụ thể để không mua sắm vô tội vạ. À ngoài những khoản tiền tiết kiệm thì các bạn cũng nên đầu tư vào các lĩnh vực mới để tăng thêm cái nguồn thu nhập cho mình. Thêm nữa, trong ngày hôm nay lại được cục diện ngũ hành tương sinh nên là có đường tình duyên của những người tuổi ngọ như được nở hoa phơi phới. À, con giáp này có thể sẽ gặp được một cái nửa yêu thương mà mình đã mong ngóng từ lâu. Bình thường ấy thì bạn không tin vào cái tình yêu sắt đánh Thế nhưng ngày hôm nay các bạn sẽ thấy bất ngờ vì điều đó lại đến với chính những gia chủ tuổi ngọ này. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và tăng cường cái vận trình nhân duyên của mình ấy, thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần, ngọ, tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ đó là con giáp may mắn đầu tiên tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong ngày 23 tháng 2 lịch ngày ất mùi này không ai khác đó chính là những người tuổi hợi những người tuổi hợi à, những người tuổi hợi được cục diện là hợi mão mùi là tam hợp cái cục diện tam hợp nó sẽ là một cái tín hiệu tích cực cho những mong mỏi về phương diện tình cảm của những người tuổi hợi trong ngày hôm nay À, các cặp đôi trong ngày hôm nay sẽ cảm thấy là gì hợp nhau hơn mọi người thì đều cảm thông và tin tưởng lẫn nhau nhìn chung ấy những người tuổi hợi sẽ có một cái khoảng thời gian hạnh phúc đong đầy và muốn được ở bên người mình thương yêu nhất trong từng phút giây những người độc thân trong thời gian này cũng có thể được người thân bạn bè giới thiệu cho những cái người có tính cách sở thích tương đồng với mình khả năng phát triển thành cái tình yêu cũng khá là cao Xong, những người tuổi hợi cũng cần phải tỉnh táo và sáng suốt để chọn được những người phù hợp với mình bên cạnh đó trong ngày hôm nay lại được chính ấn nó soi uh, soi sáng nó giúp đỡ vậy nên là công việc của những người tuổi hợi cũng khá là trôi chảy thuận lợi nói chung ý, những người tuổi hợi có thể sẽ được cấp trên cất nhắc và được khách hàng trợ giúp nên là cơ hội đạt được thành tích cao nắm giữ được những vị trí trọng đại hơn với những người làm nghề liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu phân tích khoa học kỹ thuật ý, thì đây cũng chính là một cái cơ hội để các bạn chứng minh cái năng lực của bản thân à bên cạnh đó Phương diện sức khỏe của những người tuổi hợi nhìn chung đều cũng khá bình ổn trong thời gian này, ít có ốm đau bệnh tật. Dù vậy, trong ngày hôm nay thì những người tuổi hợi vẫn nên chú ý khi mà di chuyển hay là đi làm việc, tránh những rủi ro không đáng có. Vì vậy, để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi mão. Những người tuổi mão cũng được cục diện hợi mão mùi nó tương trợ nó giúp đỡ. Vậy nên cái cục diện tam hợp nó xuất hiện trong ngày hôm nay ấy, nó cũng cho thấy những người tuổi mão sẽ may mắn có được quý nhân phù trợ nên mọi việc sẽ được diễn ra suôn sẻ hanh thông. Những người tuổi mão chỉ cần gì thực hiện mọi cái chuyện đúng như kế hoạch đã định nhẽ là có thể đạt được cái mục tiêu và trở nên giàu có sau một đêm. Bên cạnh đó, à, trong ngày hôm nay ấy, thì những người tuổi mão cũng trở nên hăng hái nhiệt tình hơn hẳn trong cái việc là giải quyết mọi vấn đề đâu vào đấy, thậm chí là còn tốt bụng giúp đỡ mọi người nữa. À, tuy nhiên, các bạn nên bớt bao đồng lo chuyện của thiên hạ, tập trung làm tốt cái chuyện của mình là được. À, đôi khi nhiệt tình quá lại thành làm phiền người khác. Thêm nữa, cái cắt tinh nó còn che chở cho những người tuổi Mão trên phương diện tài chính. Cái tài vận có những cái chuyển biến tích cực, cả cái nguồn thu chính và nguồn thu phụ thì đều tăng mạnh. Những người làm công ăn lương thì chăm chỉ nỗ lực sẽ được gì? Có cơ hội thăng lương, tăng thưởng và thăng chức. Còn những người kinh doanh buôn bán thì thu về những lợi nhuận đáng kể nhờ cái đầu óc tính toán tài tình của mình. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của những người tuổi mão cũng được người gì rộng mở nhờ cái nhân duyên tốt lành nó mang đến tình yêu sẽ có cơ hội được thăng hoa bất ngờ những người độc thân thì không khó để tìm được những cái mối lương duyên ưng ý nếu mà chịu khó hạ bớt cái tiêu chuẩn của mình xuống còn các được cặp đôi thì luôn biết vui vén cái mối quan hệ nên là hiếm khi xảy ra những cái cãi vã à, tuy nhiên cái vấn đề sức khỏe của những người tuổi mão trong ngày hôm nay thì cũng cần phải hết sức lưu ý con giáp này có dấu hiệu lao lực dễ ốm vặt và không gì không được điều trị kịp thời thì sẽ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của mình. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và tăng cường cái vận trình sức khỏe cho mình ấy, thì những người tuổi mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão đó là con giáp may mắn thứ ba Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong ngày hôm nay ấy, thì đó chính là những người tuổi thìn. À, thưa quý vị, những người tuổi thìn sẽ đón cái vận trình trong ngày hôm nay ấy, nó cực kỳ là thuận lợi nhờ được có gì cắt tinh nó trợ giúp. Vậy nên những người tuổi thìn sẽ tự tin thực hiện được những kế hoạch và những ý tưởng độc đáo của mình, đạt được những bước tiến quan trọng trên cái con đường công danh sự nghiệp. À, bên cạnh đó, trong cái thời điểm này ấy, thì những người tuổi thìn sẽ cảm thấy rất hào hứng và tự hào khi mà có được cái thành công nhờ vào chính cái năng lực của mình. Chính cái điều đó đã tạo ra cái động lực vô cùng lớn để cho các bạn có thêm cái nỗ lực hơn trong cuộc sống. Bản thân những con giáp này cũng không phải là những người mà dễ dàng hài lòng khi mà đạt được cái điều gì đó. À, trong ngày hôm nay thì những người tuổi thìn có thể đạt được những cái bước phát triển đột phá. Đấy. À, xong để có thể có được như vậy thì chính các bạn cũng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa và không nghĩ đến việc dựa dẫm vào vận may hay là dựa dẫm vào người khác. À, thêm nữa, trong thời gian này cái chuyện làm ăn cũng sẽ thu được những khoản lợi nhuận đáng kể nhất định. Cốt là các bạn tập trung. À, trong thời gian này thì khó khăn có xuất hiện thì các bạn cũng có thể tự động viên, cố gắng chứ không nên bỏ giờ giữa chừng. Nếu bỏ giờ giữa chừng ấy, thì cái công việc của các bạn cũng sẽ gì có xu hướng đổ sông đổ bé Nói chung ngày hôm nay cũng là cái ngày mà nhân duyên của những người tuổi thìn cũng vô cùng là vượng, được khởi sắc. Đào hoa thì nó nở rộng, mang đến nhiều cái tin vui cho con giáp này tình yêu đôi lứa cũng sớm đón nhận những cái niềm vui mối quan hệ giữa hai người thì có những cái sự tiến triển vượt bậc vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho vận trình tình duyên và cái vận trình tiền bạc của mình ấy, thì những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn đó là con giáp may mắn thứ tư tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi tỵ à những người tuổi tỵ thì được cục diện là tỵ ngọ mùi là tam hội thì đối với những người tuổi tỵ trong ngày hôm nay thì được dự báo là vận khí nó khá là thuận lợi và có nhiều cái sự thăng tiến hứa hẹn có nhiều niềm vui tìm đến tận cửa đối với những người tuổi tỵ Nhìn chung ý, mọi việc bắt đầu đi vào guồng, đòi hỏi các bạn cần phải có sự tập trung để phát huy ở cái mức cao nhất. Bên cạnh đó, được cả cái cục diện tam hội nó hỗ trợ nữa, nên là gì? Trong thời gian này công việc thì được khởi sắc, làm gì cũng được hanh thông thuận lợi, dễ thành công. Quý vị cứ kiên trì thì chắc chắn có thể đạt được những kết quả cực kỳ tốt đẹp. Cái sức sáng tạo của gia chủ thì cũng được gì? Được thể hiện trong cái dịp này, đưa ra nhiều cái ý tưởng những hữu ích cho công việc và được đánh giá cao. À, dù trong thời gian này dù là những người làm công chức hay là những người làm quan cơ quan trong nhà nước ấy hay là doanh nghiệp tư nhân ấy, thì đều có cơ hội như nhau miễn là bản thân có cái sự nỗ lực và cầu tiến giai đoạn quan trọng như thế này thì quý vị đừng bỏ lỡ cái cơ hội đến với mình để sở hữu cái may mắn Bên cạnh đó trong thời gian này do công việc nó thuận lợi nên là tài lộc cũng sẽ được theo đó mà khởi sắc các mối quan hệ hợp tác thì nó phát triển mạnh mẽ những người buôn bán kinh doanh thì cũng sẽ bận rộn vì ký kết được nhiều cái hợp đồng lớn, mở rộng cái quy mô sản xuất và thu về cái nguồn lợi nhuận khổng lồ. Thêm nữa, trong ngày hôm nay thì cái vận khí nó vượng, nên là cái chuyện tình cảm của những người tuổi tỵ cũng hứa hẹn nhiều cái tin vui bất ngờ nó ập đến. Cái mối quan hệ đôi lứa thì ngày càng thăng hoa, gia đình vợ chồng thì hạnh phúc, mọi nút thắt thì đều được mở ra khiến cho tâm tư của những người tuổi tỵ thì vô cùng là thoải mái, làm gì cũng thấy vui vẻ và thuận lợi hơn trước. Ở trong cái ngày hôm nay thì do là cục diện ngũ hành nó tương sinh nên là tinh thần của những người tuổi tuổi tỵ cũng sẽ được vui phơi phới vậy nên trong thời gian này hầu như là không phải lo lắng cái điều gì cả trạng thái tinh thần phấn khởi cũng rất tốt cho những cái người mà mới ôm dậy hoặc là gì tiến hành phẫu thuật sẽ được phục hồi nhanh cơ thể thì khỏe mạnh chẳng mấy chốc mà quay lại cái nếp sống sinh hoạt thường ngày vậy vẫn phải lộc cho mình thì những người tuổi tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ rộng xíu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ đó là con giáp may mắn thứ năm. Tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi thân. À, quý vị thân mến, những người tuổi thân trong cái ngày 23 tháng 2 âm lịch ngày ất mùi này ấy, thì có một ngày làm việc tập trung và đạt cái hiệu suất cao nhờ được chính quan nó che chở công việc thì tiến triển ngoài cái sức tưởng tượng khi mà các bạn còn nhận được những cái sự hỗ trợ kịp thời à, nói chung ấy cái điều này thật tuyệt vời khi mà luôn có những cái đồng nghiệp bạn bè ở bên cạnh giúp đỡ cho các bạn những cái lúc mà các bạn gặp khó khăn à, đây cũng là cái thời điểm mà các bạn nên xây dựng những cái mối quan hệ thân thiết với mọi người xung quanh đặc biệt là những người có thể hỗ trợ các bạn biến ước mơ thành hiện thực Quý vị hãy chủ động mở rộng cái vòng xã giao, tăng cường cái cơ hội gặp được quý nhân nữa. À, trong thời gian này thì nói chung ấy, những người tuổi thân thì cũng được cục diện là ngũ hành tương sinh, mùi thổ sinh thân kim. Vậy nên nó sẽ giúp cho tình cảm đôi lứa ngày càng được thăng hoa. Vợ chồng trải qua nhiều năm chung sống vẫn giữ được cái tình yêu như thổ ban đầu. Nhiều người nghĩ là hai người phải có bí quyết gì khác biệt lắm nhưng thực sự ấy là những người tuổi thân đã biết tôn trọng và tin tưởng đã giúp cho hạnh phúc của những người tuổi thân thêm được bền chặt và hạnh phúc hơn vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân đó là con giáp may mắn thứ sáu thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay ngày 23 tháng 2 âm lịch ngày ăn mùi ở trong ngày 23 tháng 2 âm lịch chúng ta sẽ có 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang vô đối đó là những tuổi sau một là tuổi ngọ hai tuổi hợi ba tuổi mão bốn tuổi thìn năm tuổi tỵ và sáu là những người tuổi thân đó là sáu con giáp dễ có cơ hội đổi đời giàu có trong cái ngày hôm nay à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo xin cảm ơn.